Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ quay lại với một tựa game rất là nổi tiếng của Đức, tên là Credo. Ok, thì đây là một tựa game thám tử trinh sát các bạn ạ. Thì các bạn phải sử dụng đầu óc và thám tử của các bạn và những dữ liệu mà các bạn đang có để mà các bạn có thể tìm ra hung thủ, là người hung thủ giết bằng vật dụng gì và giết ở căn phòng nào. Thì bây giờ mình sẽ mở xem có gì trong hộp ha. Thì hộp chúng ta sẽ có một cái map rất là to thế này đây, gồm những căn phòng đó. Và chúng ta sẽ có một tờ giấy ghi những cái dữ liệu mà trong dữ liệu. Thì cái hang này sẽ là những cái hang mà ghi tên nhân vật. Đó, đây là tên nhân vật, đây là tên của những vũ khí và đây là tên của chính căn phòng đó. Thì game chúng ta gồm có 9 căn phòng, 6 nhân vật và 6 vũ khí. Thì mỗi nhân vật sẽ có một cái màu sắc khác nhau thế này này đó. Đây là 6 nhân vật của chúng ta, 6 vũ khí. Thì vũ khí lại gồm cái này là hình như là một cái gậy bằng sắt nè, dao găm nè, dây thừng để mà treo cổ nè, cột đèn, cái ống tuyết sắt và khẩu súng. Ok, và đây là hình ảnh của lá bài của 6 căn phòng đó. Thì đây là kitchen, là nhà bếp nè, bathroom là phòng ngủ nè, bibliothèque là thư viện nè, museum là phòng nhạc nè, winter garden là sân vườn nè, Bilexim là phòng chơi Bilex nè, Salon là phòng khách nè, Heather là kiểu như là đại sảnh nè, và Spin Chamber là phòng chơi. Ok, thì đây là lá bài của những gọi vũ khí đó. Và đây là lá bài tên của nhân vật. Thì các bạn thấy là tên nhân vật, trên đây là tên nhân vật và đây là hình ảnh và đây là màu sắc thì tượng trưng cho màu này đó. Thì nó, chúng ta gồm 6 nhân vật: giáo sư Bloom nè, nhà toán học Gato nè, bà giúp việc bà Web nè, cô Goglida nè đó. Nhân vật, những nhân vật đã xuất hiện trên cái tấm bìa này đó, những nhân vật. Ok, thì bây giờ mình sẽ set up và mình sẽ hướng dẫn cách chơi cũng như chơi thử một vài ván ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng set up game ha. Thì bây giờ mình sẽ trải tấm bản đồ của chúng ta thế này đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt những cái nhân vật theo đúng cái màu sắc mà họ đang có. Ví dụ như đây là màu da trời, màu xanh lá cây nè, màu vàng nè. Ok, mình sẽ đặt xanh lá cây, màu trắng, màu tím nè, màu xanh và màu đỏ. Đây. Và các bạn sẽ đặt cái vũ khí ở một cái chỗ nào đấy bất kỳ. Cái này chúng là mình không quan trọng là mình đặt vũ khí chỗ nào, thì mình cứ đặt bất kỳ vào các phòng thôi. Và đầu tiên thì mình sẽ sắp những cái lá bài của từng loại này. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ sắp lá bài của vũ khí nè, của cái phòng và của nhân vật.
sóc lên bất kỳ. Sau đó mình sẽ chọn một lá bài mà mình không biết là nó có gì ở trong đó, ta đặt vào đây, đặt vào một cái bịch này đây, cục giấy này đây, và tương tự ok. Và đây là mục tiêu của cái ván chơi này, là các bạn phải tìm là ai là người giết, giết ở phòng nào và giết bằng vũ khí nào. Chúng ta sẽ đặt cái dựa ở đây, sẽ cùng khám phá. Và bây giờ chúng ta sẽ sóc tất cả các thẻ bài với nhau. Thì game này chúng ta có thể chơi tối đa từ 3 tới 6 người và từ 8 tuổi trở lên. Nên là bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ chơi 3 người đi, maximum 3 người. Thì mình sẽ chọn cái nhân vật, chọn cái màu sắc. Ví dụ mình chọn một trong những, mình làm một trong những nhân vật này. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn là màu đỏ. Bạn chơi của mình thứ hai sẽ chọn là màu xanh. Và cứ đặt vào đây thôi. Và bạn chơi bên tay phải của mình là màu vàng. Thì khi mà bạn chơi, bạn chọn cái màu sắc thì bạn sẽ là người khi mà bắt đầu chơi thì bạn sẽ tung xúc xắc để mà bạn đi tới những ô này, ra vào những căn phòng. Ok, thì bây giờ mình sẽ phát thẻ bài cho 3 người thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy camera để mình quay cho các bạn thấy. Ok, thì đây là setup của trò chơi đây. Thì để bắt đầu thì nhân vật số màu đỏ sẽ là người bắt đầu. Và chúng ta sẽ chơi theo chiều kim đồng hồ ha. Thì khi các bạn đã có những thẻ bài thế này đó, thì các bạn có thể lật lên và chỉ mình các bạn biết thôi. Và các bạn sẽ điền những cái dữ liệu mà các bạn loại trừ vào ô này. Ví dụ như là mình đã có cái cây đèn rồi thì mình sẽ tích vào cái cây đèn. Và những cái dữ liệu mà nó đã có trong này rồi để mà mình loại trừ là những cái dữ liệu này không nằm ở đây, không nằm ở cái ô mục tiêu đây. Thì bây giờ mình sẽ ok đó. Và khi bạn tung xúc xắc thế này thì bạn sẽ đi từng bước. Ví dụ như là mình đang tung hai nút thì mình sẽ đi 1, 2. Thì các bạn có thể đi thế này, bạn có thể đi thế này, chứ không thể đi ngang ngang thế này được, chỉ có đi ngang hoặc đi tới thôi. Và đây là những cái cánh cửa nè. Đây là những cánh cửa mà của mỗi phòng. Đó, thì khi bạn, nếu mà bạn đứng đây rồi thì người chơi khác không thể vào cái phòng này được. Chỉ khi các bạn tích thêm một ô nữa các bạn vào phòng thì người chơi khác mới có thể vào phòng. Thì đây là những cánh cửa của các phòng. Và khi bạn vào cái phòng này, bạn vào cái phòng salon này thì nó sẽ có một cái cầu thang bí mật. Đó, bí mật đây. Khi bạn tích vào thì bạn có thể bạn có thể đi thông qua cái phòng Winter Garden. Và tương tự như vậy thì ở cái phòng phòng khách này, cái phòng phòng riêng này thì nó cũng có một cái lối thoát hiểm, cái con đường hầm bí mật nơi các bạn có thể tới nhà bếp. Đây, thì chỉ có hai phòng như vậy là có thể thông như vậy, đi thông như vậy thôi. Và đây, đó.
Thì khi mà bạn vào phòng thì các bạn có thể đặt những cái giả thuyết mà các bạn nghi ngờ. Ví dụ như là khi bạn vào phòng này, bạn không có cái nhân vật một số màu trắng này, nên là bạn nghĩ nhân vật số màu trắng này, bạn đang nghi ngờ nhân vật số màu trắng này là kẻ giết người đang nằm ở đây. Thì bạn có thể đặt giả thuyết là bạn nghĩ là nhân vật màu trắng sử dụng khẩu súng này. Tại vì nếu mà bạn không có trong cái thẻ bài của bạn thì bạn nghĩ là nó sẽ nằm ở đây. Thì bạn nghĩ là nhân vật màu trắng có khẩu súng và giết người ở phòng salon. Thì các bạn tiếp theo, bạn đặt giả thuyết đó, thì các bạn tiếp theo theo bạn đấy thì và hai bạn còn lại thì họ sẽ xem thử là họ có những thẻ bài, có những cái dữ liệu này không, có những cái dữ liệu là họ có thẻ bài phòng salon không, họ có thẻ bài của người sống màu trắng hay không, và họ có thẻ bài của cái vũ khí súng hay không. Nếu mà họ có thì người mà kề bạn đầu tiên thì họ sẽ show cho bạn một lá bài, và người còn lại không biết, chỉ có bạn và người show biết thôi. Và nếu họ show cho bạn rồi thì người còn lại không phải show cho bạn nữa. Nói chung là mỗi ván nếu mà bạn đặt ra dữ liệu và người chơi với bạn có cái dữ liệu đấy thì bạn chỉ nhận được một thông tin thôi, một mà chỉ được xem một lá bài thôi. Thì đó, khi mà bạn đã xem có cái lá bài đấy thì bạn đã biết là cái người đó chắc chắn là không có nằm trong cái thẻ bài ở đây rồi, thì bạn sẽ thêm một loại trừ chắc chắn. Thì tương tự với vậy, cứ như vậy, khi nào mà bạn đã loại trừ hết những cái khả năng mà bạn nghi ngờ thì bạn có thể kết thúc game. Là bạn nghĩ là bạn sẽ đoán là người nào giết người và giết bằng vũ khí gì và giết ở đâu. Thì khi mà bạn đoán thì nếu mà bạn được xem cái thẻ bài ở này, nếu mà bạn đoán không đúng thì bạn không thể tiếp tục chơi được, bạn bị thua cuộc và bạn bị loại khỏi game. Còn nếu mà bạn đoán đúng thì bạn là người chiến thắng thôi. Và nó có một cái hay là thế này, ví dụ như là bạn có cái thẻ bài salon và bạn có cái thẻ bài của người màu trắng, thì nếu mà người khác đặt cái giả thuyết như vậy, bạn đã có hai thẻ bài rồi, và người còn lại là người còn lại có cái thẻ bài còn lại và show cho người kia, thì bạn biết là cái người bạn biết là cái lá bài mà cái bạn hai bạn chơi kia đang show với nhau là cái thẻ bài mà bạn đang không có, thì bạn cũng có thể chắc chắn là cái thẻ bài đấy là không nằm ở đây. Đó là cái điểm hay của cái trò chơi như vậy, kiểu như là bạn phải suy nghĩ, bạn dùng đó khâm tử và sau đó tìm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ like và theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được nhiều video mới của mình sắp tới ha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về video và cũng và về những game mà mình sẽ review sắp tới thì các bạn cũng nhớ comment cho mình biết ý kiến luôn ha. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua, và mình hy vọng là mình sẽ có nhiều video mới bổ ích về board game để có thể đăng tải và giao lưu với các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Nhớ subscribe nha.